Hello, xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một sản phẩm vang số đến từ thương hiệu là JBN và model của nó là KX180. Hàng nhập khẩu chính hãng, có tem của công ty 3 sao và tem của công ty Skywork. Ui trời ơi, một cái vang mà em đánh giá rất là cao. Tem phát hành của công ty 3 sao là 2021 này. Và tem bảo hành trên đây thì đánh dấu là tháng, hình như tháng mấy hay tháng 8 năm 2021 thì phải. Tức là sản phẩm này được phát hành ra và đến hiện tại là cũng chỉ được có vài tháng thôi. Với mức giá hiện tại chiếc vang này em tham khảo trên website của hãng thì là bán là 8,5 triệu. Nhà bên em thì bán giá tốt hơn rất nhiều bởi vì đây là hàng thu hồi của khách. Khách không có nhu cầu sử dụng đến bởi vì là khách đã được một cửa hàng khác tư vấn một cái vang số tiền đắt hơn ngoài này một tí và lại dư ra cái vang số này. Cái này là bác khách bảo là đấy nha, ông có lấy được thì ông đấy, xong là về ông lại bán cho ai thì bán, hoặc không để chơi cũng được. Thì ở đây trong mặt các bác đây nhá, là vang số là JBN KX180 Eaton Pro Cancer. Thiết bị xử lý rất là chuyên nghiệp các bác nhé. Với cái tình trạng của cái vang này thì em đánh giá rất là cao bởi vì tình trạng còn được 98%, suy hao 2% là do quá trình sử dụng, với thứ hai nữa là bụi bẩn ở trên nóc này có bám một chút xíu, em chưa vệ sinh. Vệ sinh thì nó sẽ động chạm với tem này. Đấy. Và đây là sản phẩm chính hãng của công ty 3 sao và tập đoàn Skywork nên là vẫn còn nguyên tem, em không bóc ra, vẫn còn nguyên tem. Được chưa? Với tình trạng còn 98% như thế này, đánh giá khách quan nhá. Còn nếu như các bác đến, các bác bảo còn 1% cũng là 1%. Đây là các bác thích thì các bác đánh giá. Còn bên em là đánh giá khách quan thì là còn được 98%. Còn với những bác khách kỹ tính hơn thì các bác bảo có 50%, ok cũng 50%. Ok không ạ? Rồi, thì về cái vang này thì nó có các cổng tín hiệu đầu ra đầu vào, đó là một cổng optica cáp quang đầu vào, hai cổng BGM vào VOD tín hiệu đầu vào. Ba cổng mic này các bác cắm ba mic đằng sau. Đấy, cửa ra của chúng ta có cặp đôi rack out để chuyên dùng cho thu âm, có RN Canter Sub Surround, hai cửa surround NR. Đấy, cộng nguồn công tắc nguồn quạt gió. Như dòng này thì em thấy trên thị trường có rất nhiều người đã review rồi, em không review chi tiết. Còn đây là cái tem ở cái vị trí để bóc cái siêu màn hình, tức là nếu như bóc cái này ra thì là nó sẽ mất đi 15% về cái tình trạng gọi là độ mới. Cái màn hình này rất là quan trọng nên là em vẫn để nguyên đấy nha. Chúng ta mặt trước là có cổng giao tiếp kết nối máy tính này, có nút các nút tùy chỉnh như là music này, mic, effect, up down, server, recan và system, có nút tùy chỉnh là set và enter. Đấy. Nút này vặn, vừa vặn xoay lại vừa ấn được. Nút volume, mic, nút music. Đấy. Các nút vặn này thì tình trạng còn khá là mượt. Model sản phẩm này KX180. Đấy các bác nhá. Dòng vang số cao cấp. Review thì đến đây thôi. Còn nếu như các bác đòi hỏi là có hộp bìa không, có hộp bìa đầy đủ cho các bác, có giấy tờ không, có cả giấy bảo hành cho các bác luôn. Nếu như các bác yêu cầu cực kỳ khắt khe. Và bảo hành của hãng thì người ta bảo hành toàn quốc, các bác chỉ cần xuất trình được phiếu bảo hành thế là xong, không cần đúng số điện thoại. Bởi vì bây giờ ví dụ cửa hàng này bán cho vị khách A người ta dùng không ưng ý, hoặc là vì một lý do nào đó khách A bán cho khách B, trong quá trình sử dụng khách B sử dụng chiếc vang không may vào một ngày xấu trời nào đó vang này nó lỗi, thì bác khách B có thể mang phiếu bảo hành đến trung tâm đại lý ủy quyền trên toàn quốc để yêu cầu bảo hành chiếc vang số này, thì nhà phân phối họ sẽ có trách nhiệm bảo hành. Nếu như nhà phân phối họ từ chỗ bảo hành vì lý do là không chính chủ, thì các bác hỏi những cái xe máy ấy, đấy, thì là khách B sẽ nhờ bên khách A đứng ra làm thủ tục bảo hành. Khách A làm thủ tục bảo hành xong thì cái chút chi phí xử lý về cái gọi là ví dụ như là xe máy không chính chủ hay ô tô không chính chủ là các bác tự biết. Đấy, em chỉ nói thế thôi, ví dụ thế thôi, nhưng còn thường thường là những cái sản phẩm này họ đã bảo hành cho các bác thì chứng tỏ là máy nó phải rất là bền thì mới bảo hành được lâu dài, không phải là 1-2 năm mà tận 5 năm cơ. Đấy, có những chiếc bảo hành tận 5 năm. Về độ bền cơ học vật lý thì tận 5 năm, phần mềm thì 2 đến 3 năm là chuyện bình thường. Đây nha các bác xem nhé, các bác xem kỹ sản phẩm nhé. Em quay qua quay lại 3-4 lần cho các bác xem đấy. Đấy, đây mặt trước này.
và đây là mặt sau này. Đấy. Được chưa? Đây. Đây. Phần đáy của sản phẩm đây là có một chiếc tem. Tem này thì không biết là tem gì đây các bác xem nhá. Tem này là Cerino của nó, Cerino. Đây. Cerino này và Magentina. Được chưa? Chính hãng công ty nhá. Nên là các bác dùng được yên tâm. Mặt dưới đáy thì nó hơi bụi bẩn tí. Cái này thì không sao. Phần dưới đáy không ai để ý đâu. Và đây là phần trên nóc này, có tem của 3 sao nhá. Các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Bên em bán hàng nó khách quan lắm. Hàng này em lấy là của khách giá rất cao rồi. Không có rẻ. Và tem bảo hành của Skywork này. Thấy chưa? Ok chưa? Đấy, ok. Thì review sản phẩm vang số đến đây là kết thúc các bác nhé. Các bác nào có quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp với em. Giá em không báo công khai. Đấy. Còn nếu mà thế con này khoảng tầm bao tiền để anh biết đường anh tìm mua. Giá trên website của hãng người ta yêu cầu là 8 triệu rưỡi. Các bác cứ trừ 10-15%. 10-15 hoặc 20% được. Tùy. Bên em bán hàng thoải mái lắm. Đấy, các bác trừ hết 90% cũng được. Nhưng mà bán hay không thì tùy. Đấy là việc của em. Đấy, các bác coi như là một bài đánh đố. Cái này các bác giả bao tiền thì cũng được. Đấy. Nhưng mà bán hay không thì việc của em. Được chưa? Nên là những cái hàng này thì phải nói theo kiểu ý. Chứ không thể nào nói chính xác công khai được. Bởi vì hàng chính hãng công ty biết đâu được. Đăng video lên vào một thời gian đẹp giờ nào đó. Bên đại diện công ty bảo em ơi, để anh thu hồi lại sản phẩm. Bao tiền? Lúc ý nó rất khó nói. Nên là thôi, các bác nhé, các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Sản phẩm này thì vẫn còn được bảo hành chính hãng. Bên em thì vẫn hỗ trợ cho các bác tất cả những cái gì có thể. Hỗ trợ tầm 50 km mà các bác bảo chú nên chú nắp cho anh quần này. Ok, đấy, cộng cho 500.000. Đấy, 30 cây thì cộng 300.000. Còn tầm 20 cây đổ về thì miễn phí công setup, tức là công đi chỉnh. Đi xa quá thì tính thêm tí tiền gọi là tiền đổ xăng các bác ạ. Còn chục cây, 20 cây em không tính đâu. Cứ tầm 24 cây trở lên thì em sẽ tính tiền. Đấy nhá. Giá báo công khai không có giá báo công khai. Em chỉ thông báo công khai là cái sản phẩm này em thu hồi của bác khách với mức giá có thể các bác so trên thị trường là gần như là giá rất là tốt rồi. Bởi vì như này mà giá sản phẩm này em lấy lại thì phải rẻ hơn là sản phẩm em mua mới qua một đại lý. Đấy, em chỉ nói thế thôi. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Có gì hay em để tiếp tục khoe và review chi tiết với toàn thể các bác, được không ạ? Đấy, những sản phẩm chất lượng này thứ nhất là để chơi đã. Thứ hai là các bác nào có nhu cầu tìm mua, săn đón tìm mua thì liên hệ trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.